Dạ, tôi Si Huỳnh Vũ, xin chào cô chú anh chị. Em lại lên thêm một video vào buổi chiều. Video buổi chiều hôm nay thì em sẽ lên đa số sẽ là hàng Nhật, rất là đẹp, hàng độ mới rất là cao. Em đầu tiên là một em Sazabi, hàng của hiệu của Nhật ha. Da đen, da mọc, da mềm mấy chị. Trời ơi, nó đã. Cái da này ha, gốc sẽ có bị đậm đậm nha mấy anh chị ha, nhưng mà da đã, thật là đã luôn. Đây, nó mềm xèo và nó dẻo, thật là dẻo luôn. Em này là mình xách tay và đeo vai được nè. Dây là đang ăn ở mức dài nhất rồi ha, có tăng giảm nhưng mà đang ở mức dài nhất, có thể ngắn thôi. Bán dây là khoảng 1,5 phân. Da em này thì nó sẽ có bị đậm đậm da nha mấy chị ha. Độ mới thì em cho là cũng 85% ha, còn rất là được, không có lỗi. Được cái là da rất là đẹp. Đây, da này ha, nó đậm đậm gốc ngay chỗ này. Rồi, sẽ có bị đậm đậm gốc, không có bị trầy khờn da. Đáy túi nè, đây nè, đáy túi nó cũng có khờn khờn nhẹ nhẹ da mọc nha mấy chị. Cái phần da đen này thì đẹp hết ha, da đen từng ô như vậy, từng miếng da đen lại mấy anh chị ha, qua trời nó rộng luôn. Hai mặt sẽ không có lỗi da ha, em chỉ thấy nó có bị đậm đậm da thôi. Dây qua thì cũng vậy, sẽ có đậm một ít thôi, da thì mướt rượt luôn ha. Trời ơi, nó đã, đẹp da dữ lắm. Bên trong rất là rộng nè, một cái nút bấm con này nè, bên chị coi bên trong nó rộng như vậy nè, khủng khiếp. Lót vải kaki, đây sẽ có một cái nút bấm miệng ha. Ngăn này là cái ngăn chính, để em coi coi. Vải lót thì lại như chưa sử dụng, nó mới tinh như vậy ha, vải kaki mấy chị mới tinh luôn nha. Độ mới dữ lắm mấy chị. Em này là dòng da, lại là dòng da thơm nha, rất là thơm luôn, quá trời cái ngăn này luôn. Ở bên này sẽ có một ngăn hả? Không mấy chị, cái ngăn này nó sẽ không có ngăn gì nữa hết trơn ha. Ở đây là một cái nút bấm nè. Da này ha, trời ơi bên trong có da đẹp nè mấy chị. Cái hiệu này da của nó đã dữ lắm ha, nó bóng thật là bóng luôn. Bên đây sẽ có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Ở bên này sẽ có một cái khóa, khóa này ngày sau 2/3 túi ha. Vải kaki mấy chị, nó dày khủng khiếp lắm. Em nãy đi dày và nó mới bên trong dữ lắm luôn ha. Cái tát hiệu coi nó đẹp nè. Cái phần da này mấy chị bên trong coi nè ha. Em này đúng rồi mấy chị, cái da của em này nó sẽ là cái dòng da mà có ẩn ẩn đen đen ha, chứ không phải là lỗi da nha. Ở đây mình coi cái tát hiệu nó mình sẽ thấy nè. Đây nè mấy chị ha, đó, ở đây là nó mới cứng nè. Rồi, em này vải lót sẽ không có một vết dơ, không một vết đậm nhạt gì hết nha mấy anh chị, sạch bóng luôn. Em này dòng da nó là dòng da dày và dòng da mềm xèo như vậy ha, da đẹp lắm. Túi sẽ bị rũ túi nha mấy anh chị ha, phơm nó sẽ không có đứng phơm, nó bị rũ túi như vậy. Này, có thể xếp gọn lại được luôn nè ha, đó, nó to nhưng mà ha, nè, rất là gọn. Khoen khóa, trời ơi, khoen khóa đẹp dữ vậy. Đây nè mấy chị ơi, khoen khóa coi này ha, nó như mới nha. Đây nó vàng ánh ha, không có vết trầy khờn luôn, sáng bóng luôn ha. Cái logo của cái hiệu này nè, hai cái chìa khóa hả. Rồi, em này không có gì để chê nha mấy anh chị, da xịn cực kỳ luôn. Cao là 29, ngang là 35, dày 14, em bán 408, mã là 02N, 408, mã 02N. Em này là cái màu đỏ, đỏ tươi tươi mấy anh chị. Và rồi em qua mẫu tiếp theo là một em mình đi tiệc, trời ơi nó đẹp. Đây mình chỉ xách tay tao hết phơm hộp. Đây da này mấy chị, da thật nha, trời ơi da nó sẽ không có vết trầy khờn ha. Ở đây có cái nơ là vải nha mấy chị, vải dày cui ha, góc đáy nè sẽ không có trầy khờn góc luôn, đẹp hết ha. Góc bên hông gì nè sẽ không có một vết trầy trên da nha mấy chị. Đây có mấy chị, ở chỗ này nè, đây có một cái vết nè, vết cứng cứng nha ha, cứng chứ không phải là trầy. Rồi dây em này nè, đây nè mấy chị, dây cứng ngắc luôn ha. Rồi dây qua đây láng mướt hết, cũng không có trầy khờn da nha mấy chị. Dây nè, người ta có điểm á, điểm cái dày dặn dữ lắm, phơm cực kỳ dễ thương luôn. Một cái nắp đây, bên trong lót nhung nha mấy chị ha, lót nhung màu đen. Đây mấy chị, thì cái vải nhung này mình xách là giống như nó có bụi bụi thôi ha. Em thấy nó sạch sẽ nè. Một ngăn khóa phụ, ngăn này sâu chưa đến đáy, ngắn thôi, cũng là nhung luôn ha. Rồi chỉ một ngăn khóa thôi, không có ngăn nào nữa hết trơn. Cái này nè, để em coi coi cái này có tháo ra được không. Hình như không mấy chị, cái này không có tháo ra nha. Đây rồi, cái phần nắp ngay chỗ này da nó sẽ có bị khờn da ngay chỗ này chút xíu, ngay chỗ này, ở đây nữa này ha. Rồi em sờ em sẽ cảm giác nó hơi nhám nhám tay chút xíu mấy chị, giống như là dính cái gì vậy đó ha. Hên là nằm ở trong vậy thì sẽ không thấy gì hết, mỗi láng o. Rồi phơm dễ thương ghê luôn. Một em đi tiệc ha. Cao là 18, ngang là 19, dày 6 phân. Em bán 450, mã là 02F mấy anh chị ha. 02F. Đây phơm của em này nó còn đẹp như vậy nè mấy anh chị ha, nó cứng ngắc phơm luôn. Tứ nhẹ thôi.
Tiếp theo một em đây, trời ơi đẹp quá trời rồi mấy chị ơi, đi tiệc ha. Đây cái này là cái vải nha mấy chị, người ta sẽ kết như vậy nè ha. À đây, ở trong này là vải phi, vải lụa gì nè ha. Rồi người ta sẽ kết cái này vô. Cái này là giống như cái miếng bèo vậy đó ha. Đây nè, từng miếng lại. Trời ơi nó đẹp, nó mới dữ lắm nha. Rồi kim loại này ha, sáng quắc luôn. Sáng thật là sáng luôn. Mình sẽ mở miệng gấp lại đây nè mấy anh chị. Đây nè ha, là vải nè, vải satin. À xuất sắc, không có vấn đề ha, không có bị lỗi. Nó còn mới cáo luôn. Ở bên trong đây nè mấy chị, là vải của nó như vậy nè ha. À vải dày lắm. À không có khóa, chỉ là có một cái ngăn thôi ha. Đây cũng có cái hiệu dài thòng lòn như vậy ha. Rồi vải nha. À không độn phơn vẫn đẹp nha mấy chị ha. Đây. Trời ơi nó dễ thương gì đâu luôn. Cao là 17, ngang là 22, dày 6 phân. Em bé này là 350, là 02 y. Nó sáng trưng như thế này. Rồi em qua mẫu. Tiếp theo là một em này mình đeo vai mấy chị ha, Nina Dixie, màu xám, vải thôi không phải là da ha. Cái phần này nè là da mộc nè mấy chị, trời ơi con nó mới này ha. Em này mới 99%. À đây cái phần vải này người ta dập cái chữ gì đi. À Nina Dixie nè mấy chị ha, dập nè, dập sát cái chữ đó, nó khích rịch lại mình khó nhìn luôn ha. Trời ơi độ mới coi nè ha, đây thật là đẹp luôn. Gốc đáy gì nè. Rồi mới ken à mấy anh chị ơi. Cái size cũng là cái size đẹp, size đeo vai ha. À hình như là có tăng giảm mấy anh chị ơi. Rồi có tăng giảm nha. Mình có thể tháo cái nấc này ra, mình đem lên trên đây để đeo vai dài nha ha. À nó chỉ có một bên thôi ha, tăng giảm một bên thôi. Bên trong một khóa kéo miệng. Đây bên trong lớp vải in hiệu hãng mấy anh chị ha, Nina Dixie. Nó mới tinh nè ha. Một ngăn khóa chính, sẽ không có ngăn phụ ngăn này. Bên đây một ngăn nữa. Trời ơi nó nguyên một cái miếng da này mấy anh chị ha. Đây cái túi này ha, là nguyên một cái miếng da mộc luôn. Để mình nhìn coi, trời ơi nó mới cứng rồi mấy chị. Này ha, nó không có vết trầy khờn luôn. Một cái túi to đùng. Bên đây sẽ có một ngăn khóa phụ. Quay cà cà, cái ngăn này sâu đến đáy mấy chị. Mới tinh nha ha. Rồi cái tác hiệu của em này. Đây Nina Lucy bản da mộc mấy chị ha. Rồi miếng tích da này ha, da dày một phút luôn, nó cứng ngắt luôn. Rồi em này nó xịn, thật là xịn luôn. Mặt ngoài sẽ có một nhăn nữa. Đây, một nhăn sâu, chưa đến đáy mấy chị ha. Sạch trơn mới cứng, em này có thể làm quà tặng 8 tháng 3 nè mấy chị. Mấy anh mua cho mấy chị được nè ha, nó mới cứng luôn. Và rất là xịn luôn. Em này nó hoàn hảo mấy chị, từ size cho đến form dáng này kia ha, đẹp hết luôn. Cao là 18, ngang là 27, dày 7.5. Em bé em này là 480, mã là 02B. Rồi, em qua mẫu. Tiếp theo là một em canvas phối da mấy chị ha. Nhưng mà cái da em này không phải là da thật, là da BU thôi. Được cái là em cảm thấy là mấy chị nó nhìn nó xịn sò lắm ha. Nó dày dặn và nó rất là đẹp luôn. Cái này là phần canvas nè ha, độ mới em này như mới. Đây nè ha, chưa tháo siêu khóa kéo rồi luôn nè. Đây nè mấy chị, mình nhìn nó nè, không không nghĩ là da BU nha. Đẹp lắm. Rồi nó mới cứng ha, nó sẽ không có trầy khờn, không có gì hết trơn, không có một vết trầy. Đây, cái tác hiệu ở đây. Có dây đeo mấy chị, dây là dây zin ha, dây này mình đeo vai thôi. Dây là dây khóa rời, không có ngăn ngoài ha. Dây quai như vậy. Ta cầm nè mấy chị, mướt rượt hết như vậy ha. Hai đầu khóa, khóa nhẹ nha. Đây bên trong, à, lớp vải kaki màu nâu, rồi sạch mới mà ha. Sạch trơn à, quá trời rộng bên trong. Một ngăn phụ. Đây cái vải này mấy chị sạch bóng như vậy ha. Cái vải này thì em cảm thấy nó không có dày lắm ha, vải kaki nhưng mà nó mỏng mỏng thôi. À bên trong rộng rãi lắm nè, em này 5 bộ đồ trở lên nha mấy chị, mới cứng ha, không có ngăn ngoài. Bên hông, à bên hông sẽ có một ngăn, cái ngăn này sẽ không có khóa kéo, ở bên đây sẽ có một cái ngăn có khóa kéo luôn. Ôi em này đẹp ghê luôn nè mấy chị ơi, nó mới và nó đẹp ghê luôn ha. Phơm dáng em này. Đây, rồi, nó sang ghê ha. Màu cũng phối đẹp nữa. À, da BU giùm em nha mấy anh chị ha. Da BU phối canvas. Cao là 21, ngang là 30, dày 16. Em bé em này là 370, mã là 02E. 370, mã là 02E. À, da BU thì luôn luôn lúc nào em cũng sẽ báo rất là kỹ nha mấy anh chị ha. À, tại vì hàng bên em đa số sẽ là hàng da thật. Lâu lâu mới có một vài em hàng da BU lọt vô thôi ha. À, da thật thì em có thể là lâu lâu em quên nói là da thật là nó bình thường đó mấy anh chị ha. Còn da BU thì em khẳng định là em chưa bao giờ quên nói trên live cho mấy cô chú anh chị ha. Rồi em qua mẫu.
Tiếp theo là một em phơm trống Nina Dixie ha. Mình nhìn cái phần canvas này, cái họa tiết này thì mình sẽ biết là của Nina Dixie liền anh chị ha. À đây, rồi góc đáy em này không có trầy khờn gì hết trơn. Cái phần nâu này là da thật nha mấy anh chị ha. Hiệu sẽ dập trên này nè ha. Rồi qua dây em này nè ha, mức trượt luôn. Rồi đẹp lắm anh chị, sẽ không có vết trầy khờn cái phần qua dây ha. Bản dây là khoảng 2 phân cứng thôi. Rồi size cực kỳ đẹp luôn. À một ngăn bên hông thôi, hai đầu khóa ha, độ mới cao. À gốc, à cái viền bên đây sẽ có trầy khờn nhẹ xíu. Em này mới trên 95%. Phơm trống size rất là đẹp luôn, một đầu khóa thôi. Đây bên trong cũng là lót vải kaki nè mấy chị ha, cái vải kaki này nó dày dữ lắm. Một ngăn phụ. À khóa IKK hết vòng rất tinh luôn ha. Một ngăn phụ, ngăn này sâu đến đáy luôn. Cái vải em này thì nó dày dữ lắm luôn. À cái tách hiệu này mấy chị ha, Nina Dixie Paris. Rồi đây phơm trống thì nó dày thôi mấy chị ha. Nó sẽ không có ngăn phụ nữa. Rồi phá nhẹ tơn ha. Đây mấy chị. Rồi phơm em này còn rất là đẹp luôn, độ mới cao 95% trở lên. À xách tay thôi mấy chị. Cao là 14.29, em bán 450 mã 02W. 450 mã 02W, một em hàng hiệu của Pháp ha. À, size rất là dễ thương. À, em qua mẫu. Tiếp theo là một em da đen. À, em này size nhỏ nhỏ xinh xinh, màu này mấy chị coi đẹp nè ha. À, em này là cái gam màu tối, cái màu của nó rất là tây luôn. À, đây độ mới cao ha. Em này cái dây đó mấy chị coi tròn vo như vậy ha, đẹp ghê luôn ha. Em này độ mới cao dữ lắm luôn. À, cái dây em này nó dài, mình chỉ có thể cột thôi nha mấy chị ha, mình sẽ không tăng giảm được. À, ở bên hông nó làm vậy. Đây nè ha, vậy. Rồi không có tăng giảm được. À đem này. Đây nè mấy chị, da đen người ta đen lại vậy ha, miếng miếng da như vậy ha. Em này sẽ là màu nâu. À cái màu này màu xám, à màu xanh lá. Xám hay là tím gì đó. Hình như tím tím phải. Rồi phối cái này nè mấy chị, da màu nâu ha. Da em này nè, cái phần da màu nâu còn mới tinh. Rồi mới tinh hả mấy anh chị, gốc này sẽ không có vết trầy khờn gì, mới cứng luôn. À mặt sau sẽ có một cái khóa, ở bên trong hai đầu khóa ha. Ồ, phá nó nhẹ. Bên trong của em này, à đây lót vải, để em coi cái vải gì đi, vải kaki mấy anh chị. À đây, à em này là hàng Nhật rồi mấy anh chị ha. Đây, rồi sẽ có một ngăn phụ. Không có ngăn nào nữa hết trơn ha, một ngăn thôi. Vải này, cái vải cái màu nó nâu nâu. Hồi phá nó nhẹ dữ lắm nha mấy anh chị ha. Khóa là cái bảng da màu nâu nó cứng ngắt và mới cứng luôn á. Một ngăn phụ, ngăn này sâu đến đáy luôn ha. Rồi vải lót sạch trơn à. Cái túi này rất là nhẹ nha mấy anh chị, và nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi em này mấy anh chị nó nhẹ ha. Rồi kiểu em này cũng đơn giản thôi, nhưng mà em này người ta phối màu ha, đẹp ghê luôn ha. Túi nhẹ nhàng. Hàng này nó độc lắm mấy anh chị ơi, kiếm một cái thứ hai chứ cũng không ra đâu ha. Cao là 18, ngang là 21, dày 7.5, em bán 430, mã là 02C, 430, mã là 02C, em qua mẫu. Một em đi tiệc mấy anh chị ha, cốt sách tay như thế này, em này da, à đây, cái phần này là gì đây, trời nó cứng nhắc à, đây, rồi, còn mới lắm nha ha, cái nào màu đen, còn đen tuyền như thế này. À cái phần kim loại này em thấy cũng còn được lắm này ha, cũng còn sáng trưng luôn nha. Da nha mấy anh chị ha, da dập có hoa văn như thế này. Rồi đây cũng là da, à, đường viền em này sẽ không có trầy khờn luôn, cũng mới cứng luôn nè. Ôi đẹp lắm. À cái dây cầm giờ là da luôn ha, màu đen. Em này cái size cũng là cái size đẹp, miệng cốp đẹp lắm. Bên trong, đây bên trong của em này nè mấy chị, cái này là cái vải nè ha. Vải mình hay thấy của cốp, dạng cốp á, nó vậy ha. Cái vải nó sẽ mỏng mỏng như thế này. Ở đây sẽ có một ngăn, ở đây có một cái gương là người ta cũng bọc cái phần da này luôn nè mấy chị ha. Đây cái bộ của nó ha. Cái gương thì bị xấu, rồi xấu quá à, rồi bị xét xét vậy đó. Đây sẽ có một ngăn nữa, à không có khóa kéo ha, rộng ghê luôn nè. Điện thoại tất cả đều được nha mấy chị ha. Ở đây nè, cũng là cái miếng da là ở ngoài nè ha. Miệng cốp thì đẹp lắm nè. Cái vải lót nó mỏng mỏng thôi. Rồi túi rất là nhẹ. Cao là 17, ngang 23, dày 7 phân, em bán 350, mã là 02X. 350, mã là 02X. Rồi em qua mẫu. À và quên nữa, các cô chú anh chị mình lưu ý giùm em là em chỉ chốt hàng duy nhất một số điện thoại và Zalo trên góc trái của màn hình thôi. À, tất cả những số khác sẽ là không đúng nha mấy cô chú anh chị ha. À, nó lừa gạt đó. Thành ra các cô chú anh chị mình lưu ý giùm em. Rồi em qua mẫu. Tiếp theo là một em dù phối da Miracon mấy anh chị ha. Đây hiệu nè, trời ơi con nó đẹp nè ha. Em này độ mới nó cũng cao lắm ha. Cái logo này ha, cái này là mấy anh chị mình nhìn là mình biết của cái hiệu này.
đây sẽ dập trên này. Cái này là cái vải dù mấy anh chị ha. Rồi, a à, hiểu, người ta sẽ dập trên này hết nè mấy anh chị, dập trên vải hết luôn này ha, đều 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 hết. Ồ em này nó đẹp. À phơm công sở nha. Dây nè còn mướt rượt luôn da. Bản dây này là khoảng 1,5 phân. Khoen khóa nó sẽ có bị mù mờ ha, em này không biết chùi đó ra không. Rồi em nghĩ chùi ra nè mấy anh chị, để đẩy cái sáng trưng rồi nè ha. Dây có tăng giảm, dây là dây khóa rời. Rồi khóa cũng vậy, còn sáng bóng luôn, sách tay và có dây đeo. À size to nha mấy anh chị, dù phối với lại da ha. Rồi gốc em này sẽ mới cứng luôn, không có trầy phần gốc. Ôi mới dữ lắm mấy anh chị ơi, đẹp lắm. Khóa cũ, lót ở trong cũng là cái vải hãng này, quá trời đẹp. Ngăn này sâu đến đáy luôn ha, cái ngăn này rất là rộng. Bên trong sẽ có một cái nút bấm và một cái khóa cái miệng. Đây bên trong sẽ có hai ngăn nha mấy anh chị ha, rộng lắm luôn. Đây, trời ơi, lót vải cỡ đẹp này ha, màu nâu nhạt nhạt, lót vải in hiệu hãng. Quá trời đẹp luôn, hai ngăn. Đây một cái khóa, khóa màu nâu nhạt IKK. Ngăn này sâu đến đáy luôn. Rồi cái tách hiệu Milatron. Một cái nút bấm và một cái khóa. Mới cứng em này nha mấy anh chị ha. À ở đây sẽ là cái phần kim loại, cái logo hiệu ha. Mặt sau sẽ là cái bảng da thôi. Rồi mấy anh chị khoen khóa nó mới cứng như vậy, sáng trưng luôn. Rồi em này mới 98% nha mấy anh chị ha, mới không có gì để nói. Cao là 28 ngang 36, dày 9 phân. Em bé em này là 408, mã là 02H408, mã 02H. Em xịn sờ. Rồi em qua mẫu. Một em phơm công sở nữa nè mấy anh chị. Trời ơi nó sang phơm ghê luôn ha. Dòng da em này nó xịn, thật là xịn luôn. À đây bản dây này là khoảng 1,5 phân. Em này thì còn mới cứng luôn. Phụ kiện này mấy anh chị ha, còn vàng ánh luôn ha. Mới. Gốc gác sẽ không có bị trầy khờn, không có bị một cái vết trầy xước trên da luôn. Mặt trước nè, mặt sau. Rồi đây nha mấy anh chị ha. À không có vấn đề, không có lỗi ha. Em này chỉ có một cái là cái phần lót bên trong là phun sơn. Bên trong một khóa kéo. Đây bên trong em này là lót phun sơn nha mấy anh chị ha. Hiện giờ là còn rất là mới rồi, láng o không có vấn đề ha. Một ngăn phụ, khóa giọt nước. Một ngăn này sâu 2/3 túi thôi. Ở bên đây sẽ có một ngăn nữa. À rồi em này bên trong nè mấy chị, nó rất là rộng luôn ha. À em này cái phơm của nó có chịu đứng, mới tinh nè. Rồi ở đây sẽ có một ngăn mặt sau nữa. Phơm em này còn đẹp ghê luôn. Rồi khóa kéo em này đây còn vàng ánh như thế này mấy anh chị ha. Phụ kiện coi nè, mới cứng luôn. Túi nhẹ ghê luôn mấy anh chị ơi. Phơm công sở ha, đẹp lắm luôn. Nhưng lót phun sơn. Cao là 26, ngang là 29, dày 10 phân. Em bán 350, mã là 02G. 350, mã là 02G. À, lưu ý giùm em là giá của một em là lót phun sơn nha mấy anh chị ha. À, em qua mẫu. Tiếp theo là một em da mộc. Em này là phơm công sở mấy anh chị ha. Đẹp quá trời luôn. Da mộc. Trời ơi, cái màu em này nó đẹp, thật là đẹp luôn. Đồ mới nó cao dữ lắm anh chị ha. Khoen khoái là cái màu đồng như vậy. Gốc em này nó sẽ có đậm tí xíu thôi mấy anh chị. Đáy túi đẹp ghê ha, thẳng băng. Nói chung em này sẽ rất là mới nha mấy anh chị ha. Mới 95% trở lên luôn. Mới cứng. Da mộc mà nó như vậy là nó mới dữ lắm đó mấy anh chị. À mặt một ngăn mặt sau ha. Bên trong sẽ không có khóa cái miệng, một cái nắp. Đây bên trong lót vải nha mấy anh chị ha. Cái vải nó bóng bóng, mình hay gặp hàng Nhật như vậy ha. À độ mới cao, không có một vết dơ. Một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Đề cui rồi mấy anh chị phải dù. Một khóa phụ. Ngăn này sâu đến đáy ha. Rồi chỉ một cái ngăn tổng. À không có ngăn. À có một cái ngăn khóa kéo mấy anh chị ha. Không có khóa kéo miệng. Da này mấy anh chị ha, bên trong với bên ngoài em không thấy sự khác biệt, khá đẹp hết trơn luôn. Một cái nút bấm, miệng túi như vậy nè. Mặt sau sẽ có một cái khóa nữa nè. Rồi sau đánh đáy mấy anh chị cũng sạch trơn, không một vết dơ. Túi nhẹ hiều rồi mấy anh chị. Bên trong nó cũng rất là rộng. Em này trời ơi, không có gì để chê. Mấy chị mê da mộc em này là nó xuất sắc. Cao là 21, ngang là 37, dày 9 phân. Em bán 450, mã là 02V. 450, mã là 02V. Em qua mẫu. Tiếp theo một em cũng xuất sắc nữa nè mấy anh chị, độ mới cũng rất là cao, cũng là dòng da mộc luôn. Rồi em này gốc đáy nè ha, đường viền nè ha, láng o nha mấy anh chị, nó mới cứng luôn. Vàng phối với lại nâu ha, cái màu này là
Đây mấy chị em thấy nó vàng nha, màu như thế này đẹp ghê luôn. Em này cái màu nó tươi đẹp lắm. À, gốc đáy gì thấy được rồi ha. Cái phần da màu nâu này mấy chị, nó giống như là dùng da lon ha. Em này nó cũng mới cứng luôn, mặt sau không có một vết trầy khờn da nha mấy chị. Thôi mới cứng à, size cũng là cái size đẹp lắm. Dây quay em này là bản dây là 2,5 phân, một mặt là bố, một mặt là da ha. Rồi mới cứng nha mấy anh chị. Dây có tăng giảm. Khóa em này cũng là cái khóa màu đồng như vậy. Rồi dây là dây dính liền ha, khoen khóa ở đây. Một nhăn, hai nhăn luôn. Hai khóa kéo ha, hai ngăn ngoài, một ngăn khóa chính. Đây bên trong lót vải kaki mới cứng luôn. Một nhăn, hai nhăn. À một cái khóa cũng là cái khóa IKK. Một nhăn phụ, nhăn này sâu rồi, sâu đến đáy luôn mấy anh chị, rộng lắm. Một khóa chính. Bên trong sẽ không một vết dơ nha mấy anh chị ha. Rồi cái bảng da ra, cái màu nâu của cái khóa với lại ở bên đây nè mấy anh chị, cô da đẹp ha. Cái da chỗ này nó cực kỳ cứng luôn, rồi bớt không nổi luôn. Khác bảng da ở đây nha mấy anh chị ha. Cái đây là dòng da mềm, dòng da mọc dẻo ha. Còn cái màu nâu đậm này là khác, khóa đồng bộ nè. Một ngang sâu đến đáy mấy anh chị, rồi sạch sẽ tươm tất, không một vết dơ em này. Ngăn được lắm nha mấy anh chị ha, sạch sẽ hết luôn. Một khóa chính, hai ngăn ngoài luôn. Size là cái size đẹp nữa, màu em này cũng đẹp, em này nó xuất sắc mấy anh chị ơi, đẹp lắm luôn. Mới keng luôn ha, có thể làm quà tặng được nè mấy anh chị, xuất sắc lắm. Phối màu đẹp nữa. Cao là 17, ngang là 28, dày 8 phân. Em bán 450, mã là 02D, 450, mã 02D. Rồi tiếp theo. Tiếp theo một em màu hồng mấy anh chị, cái màu hồng này nó nhu nhu nha ha, không có chối nha mấy anh chị ha. Đẹp ghê luôn, cũng là dòng da mộc. Dáng em này là mình đeo vai, form quá đẹp luôn. Phối này mấy anh chị, cái bảng da là màu nâu ha, còn mướt rượt đẹp ha, hai dây. Rồi ở đây người ta sẽ quấn như vậy. Hồi cứng ngắt à. À bên hông da sẽ có vết này mấy chị ha, nó có bị nhạt nhạt da. Mặt sau đẹp nè, đấy. Đường viền sẽ có bị nhạt da, đây ha, có bị nhạt. Ồ mà màu em này lại rất là đẹp luôn mấy chị. Cái màu nó nhu nhu đẹp lắm. À hai mặt da đều đẹp hết ha, chỉ có bị một bên hông này thôi mấy chị. Và cái phần gốc đáy em sẽ thấy có đậm đậm da xíu. Một ngăn mặt sau, bên trong nút bấm, bên trong là một ngăn thôi, ở đây là cái ruột thôi mấy chị ha. Lót cũng là vải kaki màu vàng sạch trơn như vậy. Một ngăn to, ở bên này sẽ có một cái khóa nữa, có IKK luôn. Ngăn này sâu đến đáy mấy chị, trời ơi vải lót cũng mới cứng luôn nha, mới dữ lắm mấy chị, không có vết gì hết trơn. Một ngăn chính giữa, một khóa luôn ha. Đây nè, coi vải nó đẹp như vậy nè ha. Đáy túi em nhìn cái, rồi sạch trơn rồi nhé mấy chị, nó sẽ không có một cái vết dơ bên trong. Một cái nút bấm thôi, mặt này sẽ có một cái ngăn nữa. Ngăn này sau chưa đến đáy túi, rồi cũng sạch trơn luôn. Cái phần da màu nâu đậm, rồi đây mấy chị, rồi cứng nhắc rồi ha. Ôi em này nó đẹp mấy chị ơi, size cũng là cái size đẹp luôn, màu đẹp hết, kiểu dễ thương ghê luôn. Cao là 23, ngang là 19, dày 15. Em bán là 350, mã 02L. 350, mã 02L. Hồi đeo vai đẹp ghê. Em qua mẫu. Tiếp tục là một em này form đứng, màu nâu. Đây là nâu gì đây? Trời ơi cái màu này cũng đẹp nữa mấy chị ha. Cái nâu này sao nó đẹp ghê luôn. Cái nâu này nó không có tối nha ha. Gốc em này được nè. Đây, đây mấy chị cũng là dòng da mộc nha. Rồi đây nó có một cứng nhẹ nhẹ thôi. À bên đây nó sẽ có bị trầy khờn nè mấy chị ha, hơi bị nhiều vài vết luôn nè ha. Đây nó nè. Nhưng mà màu em này quá đẹp luôn, gốc em này có một xíu trầy khợn ngay chỗ một gốc này thôi ha. Bên đây thấy láng đẹp nè, mặt bên này em cũng thấy láng đẹp luôn. Em này là bản dây 2,5, trộn da cũng đẹp lắm. Đây là mấy chị có da đẹp nè. À dây là có tăng giảm, dây này khá là dài nè, khóa cũng là cái khóa màu đồng mấy chị, còn đẹp nha. Rồi dây dính liền ha, kiểu em này ngay chỗ này là cái kiểu thôi. Ở bên trong có khóa kéo miệng và hai nhăn, một nhăn phụ, phơm đứng. Cái size cũng là cái size vừa vừa mấy anh chị, size đẹp lắm. Bên trong là lót vải dù định đáy rồi mấy anh chị ha, đáy túi rồi nè ha, thẳng băng gọn hơn. Một ngăn bên này vải dù, à một cái khóa IKK. Ngăn này sâu đến đáy luôn. Một ngăn khóa kéo miệng nè. Bên đây sẽ có một ngăn nữa. Đây, rồi em này còn giấy tờ gì đây. Bên đây một ngăn nữa, có một ngăn, hai ngăn phụ mấy anh chị,
À bên này sẽ không có ngăn ha. Rồi bên trong nó sạch trơn luôn. Một ngăn ở mặt sau nữa nè. Cũng là vải dù rồi, sâu đến đáy luôn. Em này bên trong nó sạch bóng luôn. Rồi da này là mấy chị, cái dòng da này nó dày ha. Đây nó đứng phơm ghê. Màu quá đẹp luôn. Em này thì chỉ bị vài vết cấn như vậy thôi mấy chị ha. Còn ngoài ra em thấy nó đẹp hết luôn. Không có bị cũ túi nha. Cao là 29, ngang là 24, dày 6 phân. Em bé em này là 308, mã là 02R. 308, mã là 02R. Em qua mẫu. Tiếp theo là một em Valentino mấy anh chị. À phơm công sở ha. Rồi em này bị mất dây rồi. Đây có khoen này ha. Mình có thể thế một cái cọng dây màu nâu hoặc là cái màu màu vàng vàng như thế này. À đây nè mấy anh chị, cái này là gì đây? Cái này là canvas ha. Canvas nha ha. Đây mấy anh chị cái chữ V nè ha. Rồi đây hiệu gốc đá gì được hết nè ha. Ôi phơm em này đẹp quá trời luôn. À dây quay còn mướt rượt rồi mấy chị. Em này độ mới cũng cao dữ lắm. Điểm trừ là bị mất dây ha. Phụ kiện nè còn vàng ánh, còn sáng trưng luôn. Mới dữ lắm. Mặt sau sẽ có một ngăn bên trong. Một cái nút bấm. Một khóa kéo miệng. Bên trong là lót nhung màu nâu. À ngăn này là cái ngăn chính. Sẽ có một cái khóa sâu đến đáy mấy chị ha. Màu nâu đậm. Sạch sẽ hết nha. Một ngăn chính nè. À bên hông nó sẽ, cái đầu khóa dây kéo nó sẽ có cái nút bên này. À em này chỉ có một ngăn chính như vậy. Rồi một ngăn bên này nữa thôi. Phơm này cứng ngắt rồi mấy chị. Trời ơi cái khóa coi nè nó hít nè. Đây phơm cứng ha. Ở đây sẽ có một cái khóa nữa nè. Một ngăn mặt sau ha. Cũng là lớp vải nhung nè. Ngăn này để em coi. Ngăn này sâu chắc tới đây thôi. Mới cứng luôn nha mấy anh chị. Coi nè ha. Em này không động phơm. Túi vẫn rất là đẹp. Phơm công sở. Bị mất dây nha mấy anh chị. Cao là 21, ngang miệng 27, ngang đáy 33, dày 11. Em bán 450, mã là 02Z mấy anh chị. 450, mã 02Z. Valentino, hàng của Ý nha mấy anh chị. Ồ, nó đẹp nè ha. Tiếp theo. Tiếp theo là một em cướp da luôn mấy anh chị ha. Em này là cái tông của nó là cái tông tím nè ha. À cái nền của nó là màu tím. Ở đây nè mấy chị, nó sẽ có bị đậm đậm nè ha. Đây nâu nâu nè ha. Đúng ra là nó phải là cái màu trắng kem. Nhưng mà nó bị đậm đậm nè. Đều hết luôn nè mấy chị. Không biết tại sao mà lại đều trưng cái túi luôn nha. Đây mình sẽ thấy là nó giống như là không phải lỗi nha mấy anh chị ha. Nhưng mà nó sẽ bị đậm đậm màu. À ở đây đáy túi là phối da màu đen ha. Cái quai cũng là cái da này luôn. Rồi nhìn thì rất là đẹp mấy chị. Cái màu nó nhu nhu dễ thương ghê ha. À cái size là lại là size nó to to hơn cái em nãy chút xíu. À rồi cái đường da này em cũng thấy đẹp nè. Ở đây nó có khờn rất là nhẹ xíu chỗ này thôi ha. Bên trong nè cái miệng cớp em anh chị, cái phần kim loại thì sẽ cái màu nó vậy nè ha. Nó đậm màu, nó không có sáng tí nào luôn. Đây bên hông nó vậy nè ha. Rồi miệng cớp. À đây nè mấy anh chị, bên trong này ha, cái bản da của nó vậy mới đúng này ha. À, ở trong này mình thấy nè, tím và cái trắng kem ha. Ở ngoài đây nó sẽ có nâu nâu. À, ở trong thì nó được cái là nó mới tinh nè. Một ngăn quá trời rộng luôn. Một ngăn, hai ngăn. Ở đây một ngăn nữa, không có khóa kéo nha mấy anh chị, giải lót này. Cái giải này được cái là dày hơn cái em hồi nãy chút xíu. Rồi, size như thế này, size to hơn. Em này có bị đậm da nha mấy anh chị ha, không có lỗi. Cao là 19, ngang là 30, dày 8 phân. Em bán 300, mã là 02M. 300 mấy anh chị, mã 02M. Em qua mẫu. Tiếp theo là một em màu xám. Em này là xám chì mấy anh chị, xám xanh gì đó. Trời ơi cái màu nó đẹp nè ha. Rồi em này nó mới nè mấy anh chị. Nó mới can két luôn nè ha. Ôi nó sáng nè mấy anh chị, cơ phụ kiện của nó đẹp nè ha. Rồi mới mấy anh chị, mới 98% ha. Dây là da, phối với lại cái này là vải dù màu xám luôn. Kiểu này cũng hay lắm nè. Đây nè mấy chị, gốc đái rồi, nó mới sẽ không có trầy khờn da tí nào luôn ha. Năm cái đinh còn sáng trưng luôn. Khoen khóa của cái dây coi nè. Đây, thôi mấy chị nó còn mới ha, không có nối gì được gì rồi hết trơn, sẽ không có lỗi. Dây quai cũng còn cứng ngắt luôn. Mặt này, mặt sau, mặt trước sẽ có một cái ngăn bên trong. Nút bấm miệng ha. Đây bên trong của em này. Lót vải kaki mấy chị ơi, em thấy sạch trơn rồi nè. Rồi cái dây của em này đi, bản dây này là khoảng 2 phân rưỡi, à, mút rượt hả mấy anh chị, không có gì để nói nha, mới tin có tăng giảm khóa là cái khóa rời. Ồ sao đẹp, cái khoen khóa gì mà đẹp dữ luôn. Bên trong,
Em nhìn không có một vết dơ mấy chị ơi, sạch trơn luôn ha. Để em coi. À, ở dưới đáy túi có định đáy một cái miếng đó, định đáy đó. Rồi vải này mới như thế này. Vải kaki. Ở đây sẽ có một ngăn. Một ngăn thôi. Ở bên này sẽ có một cái khóa. Khóa ngon, khóa nhẹ tơn rồi. Ngăn này sâu đến đáy mấy chị ơi. Không có khóa kéo miệng ha. Đây chỉ có một cái nút bấm còn sáng trưng luôn. Rồi cái da em này mấy chị nó dày dặn lắm nha, cái túi cầm cầm chắc tay nha. Mặt trước sẽ có một ngăn, ngăn này sâu đến đáy, cái ngăn này nó nhỏ nhỏ thôi này mấy chị, nó chỉ có nhiêu đây nè ha. Ồ em này đẹp, màu cũng là cái màu sang, tông sang. Size vừa vừa thôi mấy chị ha, size trung trung dễ thương thôi ha. Da xịn sò độ mới 98%, có thể làm quà tặng luôn. Cái dây qua thì cứng nhắc à. Cao là 21, ngang 31, dày 10 phân. Em bán 450, mã là 02Q, 450, mã 02Q. Em này da xịn, màu cũng đẹp, kiểu cũng đẹp ha, độ mới hoàn hảo. Em qua mẫu. Tiếp theo là một em da mọc dẻo mấy chị. Da nó sẽ dày và nó mềm, nó dẻo như vậy ha. Đây, đã lắm. Rồi ô rờ nó mướt, thật là mướt luôn. Em này gốc đáy sẽ có bị trầy khợn cái đường viền. Đây ha, có đậm đậm cái đường viền. À, da hai mặt thì em lại thấy đẹp nha, nó sẽ không có lỗi mấy chị, nó sẽ có những cái đồi mồi của da này ha, nhưng mà em cảm thấy nó rất là đẹp luôn. Đáy túi nó sẽ có bị đậm đậm cái phần da ở dưới đáy túi một chút xíu, trên này ha láng o. Mặt trước cũng vậy, rất là láng luôn nè, có những cái vết đồi mồi như vậy. Cái size cũng là cái size đẹp, bên hông cũng đẹp. Trời ơi, da này mấy chị nó xịn, thật là xịn luôn. Qua da em này kiểu hay quá. À, cái này là mấy chị, da là cái màu nâu đậm này ha, đó người ta sẽ à, làm cái kiểu hoài đẹp ghê luôn. Cái này là khoảng 2,5 phân. Rồi dây này thì bản dây này khoảng 1,5 phân. Em này là có tăng giảm. Dây là dây khóa rời ha. Khóa thì còn sáng. Mặt sau sẽ có một ngăn phụ. Mặt trước một cái nắp nút bấm. Đây bên trong lớp vải ha, màu nâu đậm. Một ngăn này là cái ngăn to nhất nè. Ở đây sẽ có một cái ngăn nhỏ nhỏ hơn. Em này có hiệu. Rồi da bên trong này mấy chị. Trời ơi, nó không có vết trầy. Một khóa phụ. Ngang này sau chưa đến đáy. Rồi em này cái tết hiệu Estini gì này ha, Made in Japan mấy chị. Hàng của Nhật ha, hiệu của Nhật. Đây nè, da nó về nè mấy chị, có mềm như vậy nè, ha, dẻo như vậy nè. Đứng da nha. Một ngang phụ. Ngang này sau đến đáy mấy chị, cũng sạch trơn ha. Ôi, em này nó nhẹ tiều tiều mấy chị ơi. Gọn, size cũng là cái size đẹp nữa nè. Màu đẹp nữa. Rồi xài mấy cái này da mọc bền lắm mấy chị. Xài hoài luôn ha. Cao 21, ngang cũng là 21 luôn. Ủa sao em không đo đáy ta. Rồi cái đáy nó tròn tròn. Đáy này chắc cũng 7-8 phân gì đó. Em bán 350, mã là 02S. 350 mấy chị, mã 02S. Rồi em thích cái dây quai vừa sách của em này. Dễ thương. Tiếp theo một em Kitamura, hàng của Nhật mấy anh chị. Em này cái màu của em này nó sẽ đậm đậm hơn cái em vừa rồi một chút xíu. À, đáy túi đẹp ghê này ha, còn thẳng băng. Gốc em này cũng không thấy trầy khờn gì. Em này độ mới em cho 85%. Ở đây cái chữ K. Phơm em này đẹp. Nè, phơm còn đứng phơm. Mình xách tay thôi mấy anh chị. Dây quay em này nè, đây nè ha, còn mướt rượt da luôn, còn bóng đẹp ghê. Không có vết trầy khờn nha mấy anh chị, sẽ không có bị đậm nhạt. Bên trong một nút bấm miệng. Bên trong là lót nhung màu nâu. Rồi cái ngăn này coi nó rộng này ha. Một khóa. Một khóa phá giọt nước. Ngăn này sâu chưa đến đáy. Một nút bấm miệng thôi, không có khóa kéo miệng. Cái ngăn này nè mấy chị, cái miệng túi nó rộng quá trời luôn. À em này cũng không có ngăn ngoài luôn, chỉ một ngăn to và một cái ngăn phụ thôi. Xách tay thôi. Tròn tròn như cái trái gì trái bí vậy ha. Cao là 19, ngang miệng 25, ngang đáy 17, dày 7.5. Em bán 350, mã là 02G, 350 mã 02G, em qua mẫu. Tiếp theo là một em màu nâu đậm, em này là da giặt vân xấu. À em này cái phơm nó là cái phơm ngang. Đây, dây quay em này cũng còn rất là đẹp nè mấy anh chị, dây là dây zin ha. Ồ ô phá còn đẹp nè ha, còn vàng luôn. Dây là dây dính liền, dây có tăng giảm, bản dây là khoảng 2,5 phân. Đây, rồi khóa này mấy anh chị, đẹp ghê luôn này ha. Hiệu em này cái gì đây? Rồi cái chữ gì khó thấy lắm anh chị ơi. Còn đẹp nha, cái phần kim loại. Gốc két gì đẹp hết nè. Em này nó quá trời rộng bên trong. Một cái nắp miệng ha.
không có một tí lỗi da nha mấy chị, da đẹp hết luôn ha, gốc không có một vết trầy khờ, rồi sẽ không có một vết gì hết bên trong, quá trời rộng nè. Ngăn này là cái ngăn chính, lót vải dù in hiệu hãng anh chị, sẽ có một khóa nữa nè, hai khóa. Trời ơi con ngăn nào ngăn nấy, nó rộng và nó sạch trơn luôn ha, vải dù. Bên đây một ngăn nữa, sẽ không có ngăn phụ ha, ba ngăn chính thôi, không có khóa phụ nào hết. Khóa thì còn sáng trưng, em này độ mới nó cũng 95% trên nha mấy chị, mới cứng luôn ha. À rồi, sẽ không có ngăn ngoài mấy chị, này phơm như vậy, da em này nó dày, thật là dày luôn mấy chị, phơm cứng cáp nha. Túi đầm chắc tay, không có bị nặng trĩu nha, và nó lại rất là dày dặn. Cao là 21, ngang là 29, dày 9 phân. Em bán 309, mã là 02K. 309 anh chị ha, mã là 02K. Rồi em này còn xuất sắc lắm. À cái tác hiệu của em này nè mấy chị ha, còn vàng đẹp nha, có trầy khờn rất là ít luôn. Em này độ mới cao, mới keng luôn á. À và rồi video của em đến đây thôi mấy cô chú anh chị ha. Ngày mai thì chắc có lẽ em sẽ lên video vào buổi chiều. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.